Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nhận định của ISW về chiến sự tại Ukraine khi Nga tấn công tiếp tục ở Adiivka. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukraine War Maps Reveal Areas of Fighting as Russia Renews Adiivka Push. Nghĩa là bản đồ chiến tranh ở Ukraine cho thấy các khu vực giao tranh khi Nga lại tấn công vào thị trấn Adiivka. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISW cho biết, lực lượng của Kyiv đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Adiivka khi tiết lộ các khu vực giao tranh ở miền đông Ukraine trong một bản đồ gần đây nhất. Cơ quan cố vấn cho biết, các lực lượng của Điện Cẩm Linh đã tiến hành một cuộc tấn công khác vào Adiivka, ngay phía bắc thành phố Donetsk do Nga nắm giữ và đã giành được những lợi ích hạn chế ở phía tây bắc khu định cư. Theo đoạn phim định vị địa lý được đăng vào ngày 21 tháng 10, một tuyên bố của Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết quân xâm lược tiếp tục cố gắng bao vây Adiivka, nhưng quân phòng thủ Ukraine vẫn giữ vững lập trường và gây tổn thất lớn cho đối phương. Tuy nhiên, các quan chức quân đội Ukraine lưu ý rằng lực lượng Nga đã giảm phần nào tốc độ của các hoạt động tấn công gần Adiivka vào ngày 21 tháng 10, đồng thời nhắc lại báo cáo trước đó của Ukraine rằng lực lượng Nga đã mất 50 xe tăng, 100 xe thiết giáp và 900 nhân sự trong cuộc tấn công vào Adiivka vào ngày 19 tháng 10. ISW cho biết trong đánh giá chiến dịch ngày 22 tháng 10. Newsweek không thể xác minh ngay các chi tiết trong báo cáo và đã liên hệ với Bộ Tổng Tham mưu Ukraine và Bộ Ngoại giao Nga để yêu cầu bình luận qua email. Thị trấn Adiivka nằm trên đỉnh đồi và điều này sẽ giúp quân Nga dễ dàng phòng thủ hơn trước nỗ lực của Ukraine nhằm chiếm thành phố nếu như quân đội Mạc Tư Khoa chiếm thành công Adiivka. Việc Nga tiếp tục gửi các làn sóng nhân sự và thiết bị đến khu vực xung quanh Adiivka khiến ISW kết luận rằng các chỉ huy Nga có lẽ dành ưu tiên cho việc chiếm lãnh thổ này bất chấp các tổn thất cao độ và bất chấp một thực tế là phẩm chất chung của lực lượng Nga trong cuộc tấn công nói chung là thấp. Một quan chức quân sự Ukraine lưu ý rằng bộ binh chính quy và chiến thuật của Nga luôn tệ và thay vào đó các lực lượng Nga đang dựa vào các hệ thống máy bay không người lái, chẳng hạn như máy bay không người lái Lancet, pháo binh và không quân. Có vẻ như các lực lượng Nga đang tiếp tục sử dụng các chiến thuật kém hiệu quả và tốn kém trong các nỗ lực tấn công gần Adiivka, dẫn đến tổn thất lớn về nhân lực và phương tiện. Và việc họ liên tục làm như vậy trong một số đợt tấn công trong tuần qua cho thấy rằng Bộ Chỉ huy quân sự Nga bất chấp đang phải đối mặt với nguy cơ bị tổn thất nặng nề vẫn tiếp tục dành ưu tiên trục này, không kể đến các con số thương vong cao và ngày càng tăng. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết cuộc tấn công vào Adiivka đã có tác động tàn khốc đối với lực lượng vũ trang của nước này, đồng thời góp phần làm tăng 90% tổn thất về nhân sự đã được quân đội Kyiv ghi nhận. Đại tá Oleksandr Stupin, phát ngôn nhân của nhóm lực lượng Tavria của Ukraine, bao trùm Adiivka, nói với Newsweek hôm thứ Ba rằng khoảng 800 binh sĩ Nga đã thiệt mạng một ngày trong giai đoạn mở đầu cuộc tấn công. Ông cũng ước tính Nga mất 3.000 binh sĩ và 61 xe tăng trong 5 ngày đầu tiên của cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh, Nga đã phải gánh chịu từ 150.000 đến 190.000 thương vong vĩnh viễn, bao gồm cả những người thiệt mạng và bị thương không còn khả năng phục vụ kể từ khi Điện Cẩm Linh bắt đầu xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hoa Kỳ triển khai ngay hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối ở Địa Trung Hải. Ukraine rất mong có được vài hệ thống như thế. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề What are US that systems? Weapons deployed amid growing Iran threat. Nghĩa là hệ thống that của Hoa Kỳ là gì? Vũ khí được triển khai trong bối cảnh đe dọa ngày càng tăng của Iran.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bộ Quốc phòng cho biết, quân đội Hoa Kỳ đang triển khai một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn chống đạn đạo tiên tiến ở Trung Đông, khi Hoa Kỳ cố gắng ngăn chặn sự leo thang hơn nữa từ cuộc chiến giữa Israel và Hamas trong bối cảnh có các lo ngại về sự can thiệp của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm thứ Bảy rằng Mỹ đã kích hoạt việc triển khai hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối, cũng như các nguồn lực quân sự khác, đến một địa điểm không được tiết lộ xung quanh phía đông Địa Trung Hải. Austin cho biết trong một tuyên bố rằng Mỹ đã gửi các tiểu đoàn Patriot bổ sung tới các địa điểm trên khắp khu vực để tăng cường lực lượng bảo vệ cho lực lượng Mỹ. Austin cho biết thêm, nhóm tấn công hàng không mẫu hạm thứ hai của Mỹ USS Dwight D. Eisenhower đã được cử tham gia cùng nhóm tấn công USS Gerald R. Ford đã được triển khai tới phía đông Địa Trung Hải để tăng cường hơn nữa tư thế lực lượng của chúng ta và tăng cường năng lực và khả năng của chúng ta trong việc ứng phó với nhiều tình huống bất ngờ. Quân đội Mỹ đã nhận được lệnh chuẩn bị triển khai. Ngay sau khi nhóm khủng bố Palestine Hamas được Iran hậu thuẫn và bị Mỹ coi là tổ chức khủng bố, tiến hành cuộc tấn công phối hợp và chết người vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Tổng thống Joe Biden đã cam kết cung cấp mọi phương tiện hỗ trợ thích hợp cho Israel khi nước này bắt đầu chiến dịch không kích nhằm vào Gaza do Hamas kiểm soát. Washington đã nhanh chóng điều nhóm tấn công USS Gerald R. Ford tới khu vực để ngăn chặn bất kỳ tác nhân nào tìm cách leo thang tình hình hoặc mở rộng cuộc chiến này, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ khi đó cho biết. Austin cho biết quyết định triển khai đã diễn ra sau sự leo thang gần đây của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này trên khắp khu vực Trung Đông. Tehran cho biết họ không liên quan đến cuộc tấn công ban đầu của Hamas, nhưng họ hỗ trợ nhóm này và nhóm Hezbollah có trụ sở tại Liban, vốn đã đấu súng với Israel qua biên giới phía nam Beirut. Mỹ đã có động thái ngăn chặn khả năng mở mặt trận mới ở phía bắc Israel, dọc biên giới với Liban. Tuy nhiên, vẫn còn mối lo ngại sâu sắc về vai trò của Iran trong việc hỗ trợ cả Hamas và Hezbollah chống lại Israel, cũng như các mối đe dọa leo thang từ Tehran về cuộc tấn công trên bộ sắp tới của Israel ở Gaza. Các nhóm được Iran hậu thuẫn nằm trong lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq cũng đã tiến hành một số cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực những ngày gần đây. Theo nhà sản xuất, hệ thống TAC do gã khổng lồ quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất được thiết kế để chống lại các mối đe dọa hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Nó được cho là có tầm bắn lên tới khoảng 125 dặm, mặc dù radar của nó có thể phát hiện các mối đe dọa đang đến ở khoảng cách xa hơn nhiều. Hệ thống có thể vận chuyển này, đánh chặn hỏa tiễn ở giai đoạn cuối trong chuyến bay của hỏa tiễn, sử dụng động năng để tiêu diệt mối đe dọa đang lao tới. Theo Tổ chức Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế gọi tắt là CSIS, nó có thể bao phủ một khu vực rộng lớn hơn hỏa tiễn Patriot do Mỹ sản xuất. Cơ quan nghiên cứu cho biết nó được tạo thành từ 4 phần chính: phương tiện phóng, thiết bị đánh chặn, radar và hệ thống điều khiển hỏa lực. Và là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu bên ngoài và bên trong bầu khí quyển, theo Lockheed Martin. Quân đội Mỹ hiện có 7 khẩu đội tạ, trong đó chiếc thứ 8 dự kiến sẽ đến tay cơ quan phòng thủ hỏa tiễn Mỹ vào năm 2025. Khẩu đội tạ đầu tiên đã hoạt động từ năm 2008 và khẩu thứ 7 đã đi vào hoạt động từ cuối năm 2016, Lockheed Martin nói. Newsweek đã liên hệ với ngũ giác đài qua email để bình luận. Ăn cắp đồ cổ của Ukraine đem bán, lấy 60 triệu euro, bị bắt. Hôm thứ Hai, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã tịch thu các đồ tạo tác bằng vàng cổ trị giá 60 triệu euro bị đánh cắp từ Ukraine sau khi những tên trộm bị bắt đang cố bán chúng ở Madrid. Theo Reuters, 11 món đồ, chủ yếu là đồ trang sức bao gồm dây chuyền, vòng tay và hoa tai phức tạp, có niên đại từ thời Đông Phương, Scythian, giữa thế kỷ 8 và 4 trước Chúa Giáng sinh. Cảnh sát quốc gia Madrid cho biết trong một tuyên bố rằng các hiện vật này đã được trưng bày trong một bảo tàng ở Kyiv từ năm 2009 đến năm 2013 và được tuồn lậu ra khỏi Ukraine vào năm 2016. Cảnh sát cho biết các đồ tạo tác đã giả mạo các tài liệu để khiến nó trông như thể chúng thuộc về giáo hội chính thống Ukraine, trực thuộc Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa. 3 công dân Tây Ban Nha và 2 công dân Ukraine đã bị bắt trong cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2021 sau khi một trong những món đồ bao gồm một chiếc thắt lưng vàng có hình đầu kiều đực
được bán trong một cuộc đấu giá tư nhân ở Madrid. Dân biểu Nga cho rằng Nga dân chủ gấp triệu lần Hoa Kỳ và muốn chuyển tượng nữ thần tự do sang Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russian lawmaker wants Statues of Liberty moved to Russia, nghĩa là nhà lập pháp người Nga muốn tượng nữ thần tự do nên được đưa ra khỏi Mỹ và đặt ở Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Mikhail Seremet, một thành viên Duma Quốc gia hay Hạ viện người Nga, người từng chỉ huy lực lượng dân quân thân mặc tư khoa ở Crimea khi Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014, đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn do hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti công bố hôm thứ Bảy. Nhận xét của Seremet được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa lên án cuộc chiến ở Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Trong bài phát biểu vào giờ vàng hôm thứ Năm trước toàn quốc, Biden đã so sánh cuộc xâm lược của Ukraine của Putin với cuộc tấn công gần đây của Hamas vào Israel, nói rằng Putin và Hamas, cả hai, đều muốn tiêu diệt hoàn toàn nền dân chủ láng giềng. Tượng nữ thần tự do nằm trên đảo tự do của thành phố New York là một món quà của người Pháp để vinh danh liên minh giữa Hoa Kỳ và Pháp trong cách mạng Hoa Kỳ. Nó đã trở thành một trong những biểu tượng tự do dễ nhận biết nhất trên thế giới, nhưng Seremet lập luận rằng Hoa Kỳ không nên còn được coi là quốc gia mang tiêu chuẩn về dân chủ trên thế giới nữa. Thay vào đó, ông nói, tượng đài nên được chuyển đến Nga. Seremet nói với RIA Novosti, Hoa Kỳ đã làm cho nền kinh tế của các quốc gia khác phụ thuộc vào mình trong một thời gian dài, biến từ một thành trì dân chủ thành thành trì của chế độ chuyên quyền và bạo lực, gây chiến tranh và hủy diệt trên khắp thế giới. Ông nói thêm, vì vậy, tượng nữ thần tự do nên được dỡ bỏ và chuyển đến Nga, nơi ngày nay bảo vệ quyền tự do, lựa chọn và phát triển của các dân tộc và quốc gia khác. Nhà lập pháp nói thêm rằng Mỹ đã mất đi một số vị thế trên thế giới do các chính sách của Tổng thống hiện tại. Seremet nói, dưới thời Biden, Hoa Kỳ một lần và mãi mãi mất đi sự tôn trọng trước đây trên thế giới. Newsweek đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc qua email để bình luận. Seremet nổi tiếng với việc đưa ra những tuyên bố gây tranh cãi, bao gồm cả năm ngoái khi ông nói rằng rất khó để thương lượng với người Ukraine và việc tiêu diệt họ là con đường duy nhất tiến tới cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Seremet cho biết vào tháng 10 năm 2022, theo hãng thông tấn do Điện Cẩm Linh điều hành, với những thiệt hại mà chúng gây ra cho cơ sở hạ tầng của chúng ta, cũng như tác hại đối với cuộc sống và hạnh phúc của công dân chúng ta phải tiêu diệt sạch người Ukraine. Đầu năm nay, Seremet cũng kêu gọi tấn công hỏa tiễn trả đũa vào dinh thự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kyiv, sau khi Điện Cẩm Linh tuyên bố hai máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào dinh thự ở Điện Cẩm Linh của Putin. Tác động tàn khốc của bom Atacms đối với trực thăng Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Photos reveal devastating impact of Atacms bomblets on Russia helicopters. Nghĩa là những bức ảnh tiết lộ tác động tàn khốc của bom Atacms đối với trực thăng Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Những bức ảnh mới cho thấy các biến thể M39 của hỏa tiễn Atacms do Hoa Kỳ cung cấp có thể đã làm hư hại hơn 30 máy bay trực thăng của Nga. Đây có thể là một chiến thắng có ý nghĩa hơn đối với Kyiv so với suy nghĩ trước đây. Lực lượng đặc biệt Ukraine đã báo cáo 9 trực thăng đã bị phá hủy, nhưng các con số từ các không ảnh đã lần lượt tiết lộ những con số lớn hơn nhiều, 14.021 và bây giờ là hơn 30 chiếc. Các hình ảnh và cảnh quay lan truyền trên mạng dường như cho thấy tác động của bom con hoặc đạn con từ hỏa tiễn M39 được cho là đã được sử dụng trong cuộc tấn công gần đây của hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân tầm xa, gọi tắt là Atacms của Ukraine vào một căn cứ quân sự của Nga ở Luhansk do mặc tư khoa kiểm soát ở miền đông Ukraine. Những bức ảnh được chia sẻ với X, trước đây là Twitter, dường như cho thấy một số thiệt hại trên trực thăng Nga cũng như các lỗ thủng trên phi đạn. Ngày 17 tháng 10, lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cho biết họ đã phá hủy 9 máy bay trực thăng của Nga trong các cuộc tấn công qua đêm nhằm vào các căn cứ không quân ở thành phố Berdyansk của khu vực Zaporizhia và một căn cứ không quân khác ở thành phố Luhansk.
Cả hai địa điểm này đều nằm xa so với chiến tuyến hiện tại ở miền đông và miền nam Ukraine trên lãnh thổ bị Nga tạm chiếm. Ukraine cũng phá hủy một bệ phóng phòng không, một kho đạn, phi đạn và các thiết bị đặc biệt không xác định. Lực lượng hoạt động đặc biệt cho biết thêm vào thời điểm đó. Đây là cuộc tấn công Atakam đầu tiên được biết đến nhằm vào tài sản của Nga ở Ukraine trong cuộc chiến kéo dài gần 20 tháng và là xác nhận đầu tiên rằng Mỹ đã cung cấp vũ khí tầm xa cho Kyiv. Các nhà phân tích cho rằng việc xuất hiện, triển khai và hậu quả của các cuộc tấn công Atakam có thể là một bất ngờ không mong muốn đối với các chỉ huy Nga. Ukraine từ lâu đã kiến nghị với Washington về hỏa tiễn đất đối đất tầm xa, tăng cường khả năng tấn công để tiêu diệt các mục tiêu có giá trị ở xa của Nga. Dan Rice, cựu cố vấn của tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Valery Lazuzny nói với Newsweek rằng biến thể cụm Atakam có thể thay đổi đáng kể toàn bộ chiến lược và chiến thuật của cuộc chiến, chuyển sự chú ý từ cuộc chiến tranh trên bộ mệt mỏi của Ukraine sang các cuộc tấn công tầm xa. Con số 9 chiếc trực thăng bị loại khỏi cuộc không kích đã giáng một đòn đau đớn vào lực lượng không quân Nga. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện các báo cáo từ các tài khoản tình báo nguồn mở cho thấy Nga có thể đã mất nhiều hơn 9 chiếc trực thăng mà Kyiv đã cho là đã gây thiệt hại, với con số thực tế lên tới 21 chiếc. Newsweek không thể xác minh độc lập những hình ảnh lưu hành trực tuyến cũng như các tuyên bố nguồn mở và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Atakam được thiết kế cho những cuộc tấn công như thế này. Chúng rất phù hợp để nhắm vào những căn cứ và phi trường của Nga. Thay vì các mục tiêu kiên cố hoặc các bong kê mà hỏa tiễn Storm Shadow và Scarab tầm xa do Anh và Pháp cung cấp có thể tấn công. Fabian Hoffman, nhà nghiên cứu tiến sĩ tại Đại học Oslo, Na Uy cho biết, Nga sẽ buộc phải phân tán các tài sản quân sự của mình để tránh bị tổn thương trước các cuộc tấn công Atakam bằng các đầu đạn chùm này. Trước đó, ông nói với Newsweek rằng điều này có thể làm suy yếu hệ thống phòng không của Nga và có thể gây thêm áp lực lên hệ thống hậu cần của Mạc Tư Khoa. Ông nói thêm, hiệu quả của không quân Nga cũng có thể bị suy giảm do Nga phải rút một số tài sản không quân của mình ra xa tiền tuyến. Volodymyr O'Malian, một đại úy trong quân đội Ukraine và cựu bộ trưởng cơ sở hạ tầng nói với Newsweek vào tuần trước rằng Atakam là một nhân tố thay đổi cuộc chơi khác, sẽ cứu được nhiều sinh mạng trong hàng ngũ Ukraine. Tổng thống Latvia nói rằng NATO nên cấm Nga vận chuyển hàng hải qua biển Baltic. Điện Cẩm Linh cho biết bất kỳ lời đe dọa nào chống lại Nga đều không thể chấp nhận được sau khi Tổng thống Latvia nói rằng NATO nên cấm vận chuyển hàng hải qua biển Baltic nếu Mạc Tư Khoa bị phát hiện chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt giữa Phần Lan và Estonia. Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng NATO nên đóng cửa biển Baltic đối với các tàu bè nếu Nga được chứng minh là chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với Baltic Connector. Khi được hỏi về nhận xét của Rinkevičs vào thứ Hai, Peskov nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, bất kỳ mối đe dọa nào đều phải được xem xét nghiêm túc, bất kể chúng đến từ ai. Bất kỳ mối đe dọa nào đối với Liên bang Nga đều không thể chấp nhận được. Tôi nhắc lại một lần nữa, Nga không liên quan gì đến vụ việc này. Tổng thống Latvia Edgars Rinkevičs cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Câu hỏi hôm nay của LTV hôm thứ Năm tuần trước rằng NATO nên lựa chọn đóng cửa biển Baltic đối với tàu bè nếu Nga được chứng minh là chịu trách nhiệm về thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt Baltic Connector. Estonia, Latvia và Phần Lan đều là thành viên của Liên minh quân sự NATO. Quan hệ Mỹ-Hoa Lục căng thẳng khi Bắc Kinh bắt giữ công dân Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho Washington. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Beijing arrest Chinese national turned US spy. State Media, nghĩa là truyền thông quốc danh, cho biết Bắc Kinh đã bắt giữ công dân Trung Quốc đã trở thành gián điệp của Mỹ. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một học giả Trung Quốc bị buộc tội làm gián điệp cho Hoa Kỳ sẽ bị xét xử theo luật gián điệp của Trung Quốc, cơ quan tình báo hàng đầu của Trung Quốc cho biết. Theo hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc CCTV, người đàn ông họ Hầu này đã làm việc cho một viện quốc phòng giấu tên ở Trung Quốc trước khi sang Mỹ học vào năm 2013.
Khi đang học tại trường đại học Mỹ không được tiết lộ, một giáo sư khác được cho là đã giới thiệu Hầu với một nhân viên tình báo Mỹ làm việc dưới vỏ bọc một nhà cố vấn. Sau khi họ quen nhau, người đàn ông kia đã đề nghị Hầu làm việc cố vấn cho công ty của anh ta với mức lương 600 đến 700 Mỹ Kim mỗi công việc. Nhà cố vấn cuối cùng đã tiết lộ bản chất thực sự công việc của mình và đề xuất một thỏa thuận mới. Trong đó, hai người gặp nhau để thảo luận hàng giờ về các bí mật quốc phòng của chính phủ Trung Quốc mà Hầu được biết các bí mật do chức vụ trước đây của anh ta. Hầu, người có mức lương cố vấn đã tăng lên 1.000 Mỹ Kim và được cho là đã đồng ý vì gia đình anh ta đang đến thăm anh ở Mỹ và anh lo lắng cho sự an toàn của họ. Anh tiếp tục cung cấp cho các đặc vụ Mỹ thông tin tình báo liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, ngay cả sau khi đã trở về nước vào năm sau. Các nhà điều tra Trung Quốc cuối cùng đã biết được hoạt động của Hầu và vào tháng 7 năm 2021, anh ta bị cơ quan an ninh nhà nước tỉnh Tứ Xuyên bắt giữ. Theo một bài đăng của Bộ An ninh Quốc gia trên nền tảng mạng xã hội Vi Tín, anh ta đã được chuyển đến Tòa án Nhân dân Trung Quốc ở Thành Đô và hiện đang chờ xét xử. Vụ việc này là vụ việc mới nhất nêu bật sự tập trung cao độ của Trung Quốc vào cả công dân và người nước ngoài bị nghi ngờ hoạt động gián điệp. Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố đã chính thức bắt giữ một người đàn ông Nhật Bản làm việc cho Astellas Pharma, là người đã bị giam giữ vào tháng 3 vì nghi ngờ phạm tội. Vào tháng 7, những sửa đổi sâu rộng về luật chống gián điệp của đất nước đã có hiệu lực. Các nhà phân tích và chuyên gia Hoa Kỳ về luật pháp Trung Quốc đã lên tiếng lo ngại cách diễn đạt mơ hồ của luật này sẽ khiến việc bắt giữ công dân Mỹ một cách tùy tiện trở nên dễ dàng hơn. Những thay đổi về luật diễn ra ngay sau các cuộc đột kích tại văn phòng Thượng Hải của công ty cố vấn Bain & Company và Men's Group. Trong đó, chính quyền Trung Quốc bắt giữ 5 nhân viên của nhóm thẩm định và đóng cửa chi nhánh Bắc Kinh. Newsweek đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington và Tòa án Nhân dân Trung Quốc Thành Đô để bình luận. Ba cư dân Kherson bị bắt vì bị cáo buộc giúp Nga tấn công vào các địa điểm. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng thứ Ba 24 tháng 10, phát ngôn nhân của SBU Artem Dertyarenko cho biết ba cư dân ở tỉnh Kherson đã bị bắt vì bị cáo buộc giúp lực lượng Nga tấn công vào các địa điểm ở thành phố Kherson. Nga đã tập trung vào khu vực công nghiệp phía đông kể từ khi rút lui sau cuộc tấn công thất bại vào Kyiv khi bắt đầu cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, và các lực lượng của họ đã cố gắng duy trì các vị trí ở Kherson kể từ khi rời bỏ thành phố chính của khu vực vào cuối năm ngoái. Các lực lượng Nga được cho là thường xuyên pháo kích vào Kherson và các thị trấn ở bờ tây sông Dnipro từ các vị trí ở bờ đông nơi họ rút lui vào cuối năm ngoái. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đẩy mạnh lập trường ủng hộ Israel và cảnh báo Iran đang tìm cách mở rộng chiến tranh trong khu vực. Ký giả Hans von der Burchard của tờ Politico có trụ sở Washington DC có bài tường trình nhan đề Von der Leyen doubles down on pro-Israel stance, lashes out at Iran. Nghĩa là von der Leyen đẩy mạnh lập trường ủng hộ Israel và đả kích Iran. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen hôm Chủ nhật đã nhắc lại lập trường ủng hộ Israel mạnh mẽ của bà, bất chấp sự chỉ trích ngày càng tăng từ chính nhân viên của bà, đồng thời chỉ trích gay gắt Iran vì tìm cách gieo rắc bạo lực và hỗn loạn ở Trung Đông. Khoảng 800 nhân viên Liên hiệp Âu Châu đã thực hiện bước đi bất thường bằng cách viết thư cho von der Leyen vào cuối tuần trước để phản đối điều mà họ coi là thiên vị vô lý đối với Israel trong cuộc chiến Israel-Hamas. Cuộc phản kháng này diễn ra sau khi bà phớt lờ việc đề cập đến sự ủng hộ của Liên hiệp Âu Châu đối với nhà nước Palestine trong bài phát biểu hôm thứ Năm tại Washington. Mặc dù giải pháp hai nhà nước là một phần cốt lõi trong lập trường của các nước Âu Châu. Hôm Chủ nhật, von der Leyen đã nhấn mạnh thêm lập trường trước đây của mình trong bài phát biểu trước Tổ chức Thanh niên thuộc nhóm chính trị trung hữu CDU-CSU ở Đức của cô. Trong khi nhấn mạnh rằng bất kỳ biện pháp tự vệ nào của Israel chống lại nhóm khủng bố Hamas
đều phải phù hợp với luật pháp quốc tế. Cô một lần nữa không đề cập đến tư cách nhà nước của Palestine, mà thay vào đó chỉ đề cập đến viện trợ nhân đạo cần thiết. Cô nói, không có mâu thuẫn trong việc đoàn kết với Israel và cung cấp viện trợ nhân đạo ở Gaza. Von der Leyen cũng so sánh vai trò của Israel trong cuộc xung đột với việc Ukraine bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga. Tất cả những xung đột này đều có một điểm chung. Chúng là cuộc đấu tranh giữa những người tìm kiếm hòa bình, cân bằng, tự do và hợp tác, và những người không muốn bất kỳ điều gì trong số này, vì họ kiếm lợi từ sự hỗn loạn và rối loạn. Von der Leyen nói trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Thanh niên CDU-CSU ở Braunschweig, Đức. Nhận xét của cô có thể được coi là gây tranh cãi, bởi vì nhiều người cho rằng, mặc dù không thể phủ nhận Israel đang tự vệ sau cuộc xâm lược tàn bạo của những kẻ khủng bố Hamas, nhưng chính sách giải quyết rất phức tạp và bị chỉ trích nhiều của đất nước này, đôi khi có thể không được coi là cân bằng hoặc vì lợi ích hòa bình và hợp tác. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã đi xa đến mức chỉ trích Israel vì phạm tội ác chống lại loài người bằng chế độ phân biệt chủng tộc và đàn áp hàng triệu người Palestine. Von der Leyen cũng có quan điểm rất chỉ trích Iran, cho rằng Tehran đứng đằng sau Hamas. Cô nói thêm, Iran không có bất kỳ mối quan tâm nào đến hòa bình trong khu vực này. Ngược lại, Iran muốn kích động bạo lực và hỗn loạn vì điều đó bảo đảm ảnh hưởng của họ. Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng không thiếu những lời khen ngợi dành cho Von der Leyen vì lập trường mạnh mẽ của cô liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine và Israel. Bộ trưởng nói, nước Nga của Putin phạm những tội ác ghê tởm nhất mà thế giới đã chứng kiến kể từ Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đã nói rằng nước Nga của Vladimir Putin là cái ác ghê tởm nhất mà thế giới từng chứng kiến kể từ Thế chiến thứ hai, và rằng Tổng thống Nga cũng như những thủ phạm người Nga khác phải đối mặt với công lý vì tội ác của họ. Trích dẫn tờ Forbes Ukraine, ông nói, Nga đã chi 167 tỷ Mỹ Kim cho cuộc chiến toàn diện chống lại Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Kuleba cho rằng với số tiền này, Mạc Tư Khoa có thể xây dựng gần 24.000 trường mẫu giáo trên khắp nước Nga, hoặc hơn 4.500 phòng hộ sinh, hay khoảng 17.000 trường học. Nhưng ông nói, thay vào đó, tội phạm chiến tranh Nga đã ném bom các trường mẫu giáo, nhà hộ sinh, trường học và bệnh viện Ukraine, phá hủy gần 120.000 công trình dân sự, bao gồm cả vụ tấn công mới nhất vào nhà kho bưu điện Nova Posta ở Kharkiv. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.